Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Đà Lạt Today. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2021. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi cập nhật sân vận động Đà Lạt để xem tiến độ thi công tới đâu rồi. Mấy hôm nay thì mưa to quá quý vị và các bạn ơi, thành ra là cũng không có cập nhật sân vận động cho các bạn xem được, các bạn thông cảm cho mình nhé. Các công nhân của chúng ta thì mấy bữa nay thì cũng do ảnh hưởng mưa đó, thành ra là cũng không có thi công, thì để mình bay qua khu vực này xem xa, cập nhật một số cái hình ảnh về sân vận động gửi đến quý vị và các bạn. Ở đây thì mình thấy người ta đang làm ống nước này, cái đường ống thoát nước từ trong sân vận động chạy ra. Các công nhân của chúng ta làm cách đây 2 hôm rồi để nước ở trong có thể là thoát ra ngoài. Bên này thì chúng ta thấy là khán đài B của chúng ta thì vẫn chưa có hoàn tất ha. Mấy bữa nay mưa quá, như quý vị và các bạn thấy này, ở dưới này còn những cái lớp sình, nó khá là nhiều sình luôn, thành ra là không có thi công gì được. Quý vị và các bạn thân mến, thì chúng ta quan sát thấy mặt cỏ sân vận động Đà Lạt thì ngày hôm nay cỏ lên xanh khá là đẹp ha. Tuy nhiên thì dạo gần đây thì không thấy người vào chăm sóc cỏ, thành ra là cũng có nhiều cỏ dại mọc ở đây lắm. Cũng hy vọng là trong năm nay thì sân vận động sẽ hoàn thành. Sân vận động Đà Lạt thì khởi công từ năm 2013 mà đến năm 2020 thì mới bắt đầu động thổ các bạn. Thật sự là mới động thổ vào năm ngoái thôi các bạn. Chúng ta quan sát thấy sân vận động mà khán đài A này đó. Hôm bữa thì các công nhân của chúng ta đang làm mà cái phần ở đây này, làm nốt phần khán đài cho nó xong cái chỗ này đi, rồi sau đó thì sẽ đổ bê tông nốt cái phần này. Trên cao xuống thì các khán đài ví dụ như là A, B, C, D thì nó có một cái khoảng cách cũng khá là xa với nhau, không có được liền lạc. Công viên thì người ta cũng đã lát nốt cái phần gạch ở bên phía bên này rồi nè, nhìn có vẻ là rất là liền lạc với nhau ha. Ở đây thì xe lưu của chúng ta đang ban đá ra này. Ở đây thì có xe ủi xe lưu này ban đá ra cho nó bằng, rồi đợi mấy ngày nữa nắng nắng thì họ sẽ trải nhựa ở đây, rồi sẽ lót những cái viên gạch lên như thế này thì khá là đẹp các bạn ơi. Mình cũng háo hức khi nào sân vận động mà xong thì chắc chắn là sẽ rất là đẹp đây. Khán đài thì mấy bữa nay chưa có lắp, đợi khi nào làm xong cái phần này nữa là sẽ lắp khán đài. Bên này cũng chưa xong này các bạn ơi. Đó. Còn bên này nữa nè, bên này thì cũng giống bên kia, nó làm nốt cái phần bên này rồi mới lắp khán đài. Theo như bản thiết kế thì chỉ có mỗi khán đài A là có mái che thôi ha. Cũng hy vọng là họ đầu tư thêm bên này luôn cho nó đẹp. Bên này thì vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Bên này là người ta sẽ làm sau cùng, sau khi hoàn tất phần khán đài C thì họ sẽ quay lại với khán đài D
đường chạy của chúng ta thì được sơn với màu đỏ. Nếu như là sơn màu xanh thì mình thấy đẹp hơn và trông nó hiện đại hơn. Có thể nói sơn vận động mà Đà Lạt là sơn vận động truyền thống, cũng không có gì mới mẻ so với những sơn vận động trước kia. Sân mở đình các bạn ha. Các cái vũng nước thì rất là to luôn nè. Đó, sau này người ta sẽ hút nước ra thì mới làm được những phần ở đây. Cứ nước cứ động nước như thế kia thì không có làm gì được hết á. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh.